Em xin kính chào quý thầy cô, em tên là Suy Nguyễn, mã số định danh của em là 2374, nhà 129. Em xin rút ra bài học tâm đắc ngộ ra của em buổi thứ 46, đó là về nhân cách trí tuệ. Thì nếu một người họ có một cái vấn nạn phát sinh, thì mình không có lập tức giải quyết cái vấn đề của họ, mà mình nâng tầm nhận thức của họ lên để từ đó họ có hiểu biết và họ tự giải quyết cái vấn nạn của mình. Ví dụ như thầy đi, thầy có mong muốn phấn đấu trở thành một người trí tuệ hơn, thông minh hơn, uyên bác hơn, thì sau đó thầy sẽ đào tạo cho mentor, master trở thành những người như vậy. Và tức là chúng ta muốn làm cái gì, chúng ta muốn phấn đấu trở thành cái gì, thì chúng ta cùng chia sẻ để cùng tìm kiếm những cái người đồng hành với mình, thì cái việc đó nó thực hiện một cách dễ dàng hơn. Nói về một người trí tuệ thì họ luân chuyển được cái trạng thái nhận thức nội tâm để giúp người khác đứng trên vấn nạn phát sinh của mình. Một người thông thái là người có năng lực xử lý các vấn đề thực tại, vượt thoát được vấn nạn. Một người khôn ngoan là người biết thuận theo các quy luật và nguyên lý để đạt được mục tiêu cuộc đời mình một cách thuận lợi hơn. Người uyên bác là người có tri thức chiều sâu, chiều rộng với bốn lĩnh vực nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ, tài chính. Tức là mình lúc nào hỏi cũng biết cách trả lời, ứng dụng để làm chủ cuộc đời thì mới gọi là uyên bác. Khi chúng ta thể hiện được xuyên suốt bốn cái tầng bậc nhận thức trí tuệ thông qua an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn, thì mọi người sẽ đánh giá chúng ta là người có trí tuệ. Chúng ta định vị được chúng ta là một người có trí tuệ, thông minh, uyên bác, khôn ngoan, thì chúng ta xác định được như vậy á, thì chúng ta càng ngày càng khẳng định được cái nhân cách trí tuệ của mình, một cách là trong cái mình định vị mình là một người trí tuệ, khẳng định cái tâm thái và nhân cách của mình. Phụ nữ càng, đối với phụ nữ chúng em thì càng nên phấn đấu có bốn cái đặc điểm này thì mình càng ngày càng có giá trị hơn, mình định vị được cái địa vị của mình trong xã hội, trở thành một người phụ nữ vượng phu ích tử. Tại vì một người phụ nữ tốt là tốt tới ba thế hệ lắm. Em rất là thích cái khái niệm này. Chắc chắn rằng là em cũng sẽ phấn đấu trở thành một người có trí tuệ hơn, thông minh hơn, khôn ngoan hơn và uyên bác hơn, để tạo được cái giá trị cho chính mình và cho các thế hệ mai sau. Em xin cảm ơn ạ.